dạ qua mà có như vậy đó nha. Cho em về thiệt sao em hai? Em hai à, qua hỏi em vậy chứ Túc xin ơi, Túc còn mọc bên đình. Còn em để qua đứng đây có một mình đành sao? Làm sao nổi mà vui à, qua nói cái gì em cũng không vừa ý hết. Thầy nói với em thì em nói là qua chẳng đường nó ngon, bằng không bài tỏ thì làm sao cho em hiểu lòng qua bây giờ. Không biết nhà em chứ biết nhà ai bây giờ. Rồi sao?